Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Bendy Run, let's go. Okay, let's go. Ông ta nghe mình phải ăn những cái này và mình sẽ ném để cho ông ta mất máu. Ok. Yeah. Let's go. Ăn sởi kia luôn. Let's go. Rồi mình sẽ mở lên nhé. Ok. Còn một chú rơi nữa. Let's go. Ông ta chỉ còn 10 máu thôi. 11 máu. Còn ông ta còn 10 máu thôi. Ok, rồi, và mình sẽ sang cái game tiếp theo. Slenderina The School. Đây là một bóng ma trong trường học. Ok, mình sẽ đi khám phá trong trường học ma này. Đầu tiên mình sẽ mở cửa bên này ra. Ở đây sẽ có gì không? Không có gì. Tiếp tục đi vào trong. Món đồ đầu tiên. Let's go. Không có gì luôn. Ok ok. Một chiếc chìa khóa. Rồi, mình sẽ sang la cam bên này.
cậu có gì ở đây? Wow. Oh my gosh. Ok, đây rồi, mình vừa nhìn thấy một món đồ. Món thứ hai, tất cả các bạn phải đi tìm 8 món đồ này thì các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi ngôi trường ma này. Món thứ ba, ok, bây giờ mình sẽ lên trên tầng 2. Đây là một bịch máu, mình sẽ ăn luôn. Cái này là một ngôi trường bỏ hoang khá lâu rồi. Oh my gosh. Món thứ tư và một chiếc chìa khóa nữa, ok. Rồi tiếp tục mở bên này ra xem có gì trong này không. Đây theo mình nghĩ nó là một phòng ăn uống rồi. Không có gì trong này. Rồi tiếp tục mở bên này ra xem. Wow, một chiếc chìa khóa nữa. Ok đây, hết rồi. Phòng đối diện nào. Let's go. Cái này như là y tế. Ok. Đó, các bạn cứ đi xung quanh tất cả các phòng, sau đó tìm thật kỹ và tìm tất cả là 8 món đồ này thì các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi ngôi trường học ma này. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, GTA. Let's go. Ok. Hey, remember JD O'Toole? Okay, let's go. Thank you.
Wow, ở đây chán hết rồi, chắc là chỗ này rồi. Không phải, mình thử vào trong ngôi nhà rồi. Cháu ơi, tiêu diệt anh chàng kia. You ain't got no business. Look at my nice gun. Nó chưa vào đến nơi mà đã chết rồi. Don't mess with me again. Okay, let's go. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ tư. Slender Villa, The Cell Line. Một tựa game mai, ok. Wow. Ok, mình sẽ đi vào trong sâu đây. Đây như là một mê cung. Wow, có một con ma đang nhìn mình trong này. Chỗ này không có gì. Let's go. Một cái sắt. Wow. Ok, nó vừa bay qua. Rất là kinh khủng luôn. Tiếng kêu của nó đấy, nghe rất là khiếp. Let's go baby. Hình như đây là một ngõ cụt rồi. Nếu mà đi vào sâu nữa thì chắc chắn là cùng. Oh my gosh. Hai quyển sách. Ok. Quyển sách thứ ba. Tổng cộng các bạn phải đi trong này phải tìm được 8 quyển sách. Lúc đó thì các bạn mới thoát được khỏi cái mê cung này. Một mê cung rất là khó tìm, rất là khó nhớ được. Ok, let's go. Đừng có nói đây là cụt. Wow, đây là cụt thật. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm 8 quyển sách các bạn hoàn thành được game. Rồi ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. GTA ra, let's go. Grand Theft Auto San Andreas. Ok. Skip this. Red Room, let's go. Ok, let's go. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value in it, keep it real. Wow, rất là oai luôn. Ballers, drive by, incoming. Một đội khác dám bắn xe mình. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Hồi này thì mình phải đi xe đạp rồi. Even you ain't forgotten that. Bao mà đủ 4 xe luôn. Ok, let's go. Đi theo mấy anh chàng này nào. Oh my god. Oh. Oh man. Takes you back some, huh, CJ? Yeah. Where's my friend? Oh, gặp đội đấy rồi, chạy thôi. Wow.
Mình táng lửa vào đây. Ok. Things has changed. Shit, a bonus car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Wasn't this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. What's going on here? Look out, man. Wow, wow. Không biết những anh chàng này đang đi đâu. Nhưng mà mình cứ đi theo thôi. À, anh ta đi chắc đi về nhà rồi. Ok. Để như đi sâu trong đây là sẽ tới. Chuẩn man. Đi vào trong này rồi. Okay. I got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Đó, đó là một ngôi nhà. Ok. Rồi, và mình sẽ sang cái tiếp theo. Slender Rising. Ok, và tới chỗ này thì mình phải đi tìm. Các bạn phải đi tìm những bức hình gắn trong cái map bản đồ này. Những bức hình, let's go. Ở trong đây thì có Slenderman. Khi gặp Slenderman các bạn phải chạy thật nhanh. Và các bạn phải truy tìm những bức hình ở trong game Slenderman này. Mình ra đây đi, chỗ này toàn ngõ cụt thôi. Các bạn đi gần những bức hình nào thì nó sẽ phát hiện. Và các bạn phải đi tìm xung quanh đó để tìm những bức hình. Wow, wow, ok. Đi sâu vào trong đây xem như thế nào. Let's go. Chỗ này không có gì. Tiếp tục phi ra ngoài. Đây có một cái giếng này. Một ngôi nhà bỏ hoang. Ngôi nhà gỗ. Let's go. Chỗ này chưa có gì. Tiếp tục đi sâu vào đây xem nào. Hình như đây là cục. À không phải. Wow, mãi mới chưa tìm thấy bức hình nào. Chỗ mày đi để gặp Slender thì nguy hiểm mất. Let's go, đi vào trong cây này xem. Cũng không có gì. Theo mình nghĩ chắc ngôi nhà này sẽ có. Oh, đây rồi. Bức hình đầu tiên. Sinh phao. Ồ, ông ta. Nghe tiếng chân là biết rồi. Mong sao ông ta được xuất hiện chỗ này nữa. Mình sẽ đi đường này đi. Let's go. Đó, các bạn cứ đi xung quanh cái map này. Sau đó thì các bạn tìm những bức hình gắn ở trong này. Và các bạn tránh nhìn vào mặt ông ta. Nếu mà nhìn ông ta thật lâu thì khi ông ta mọc đủ cánh đủ đằng sau, những cái cánh tay đằng sau là các bạn sẽ được ông ta bắt mất.
và lúc đó các bạn lại phải chơi lại và lại phải tìm lại những bức hình còn lại. Ok, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Let's go. House Slender. House Slender Rila. Đây là một ngôi nhà ma. Bật lên, Meru. I need to visit House Slender to see which is. Ok. Let's go. Ở đây thì họ bảo các bạn là phải tìm 8 mảnh giấy. Tìm 8 mảnh giấy trong ngôi nhà ma này. Ghép vào thì lúc đó thì mới thoát ra được khỏi ngôi nhà này. Đúng là một nơi tìm rất là khó búa. Thứ nhất đó chính là ánh sáng của nó không được toàn màn hình. Thứ hai là nó sẽ gắn linh tinh cả trên tường và trong bên cạnh những cái tủ. Cho nên nếu mà các bạn không để ý, không cẩn thận thì các bạn sẽ không thể tìm thấy đâu. Mà lúc đó thì tìm lại rất là khó luôn. Màu sắc thì nó lại giống nhau. Đấy, cho nên nó rất là khoai. Ok, mình sẽ sang phòng này xem. Đây trên tầng 2 rồi, lên luôn. Trên này thì có nuôi, bà ta có nuôi một con đứa con. Nó đi 4 chân. Wow, rất là sợ luôn. Không có gì ở đây. Vòng đây xem có gì không, không có gì. Đi sâu vào trong này xem. Wow, 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 wow. Đây, tờ thứ hai. Đó, đứa con đấy. Chúc đứa con nhìn già thật. Nó lai bố nó cho nên nhìn nó rất là già. Ok, tờ thứ ba. Vẫn chưa có chìa khóa để mở đến cái cửa này. Đây là phòng vệ sinh của nó rồi. Không có gì ở đây. Ở đây. Tờ thứ tư. Wow, rất là chừng. Ok. Nó ra đây là nó này rồi. Rồi mình sẽ xuống dưới. Đây là chiếc chìa khóa. Wow. Gắn ở tường này rất khó tìm luôn. Đây là phòng ăn rồi. Rất là tối luôn. Wow. Tờ thứ 5. Đó, các bạn có đi xung quanh nữa và tìm khoảng 3 tờ giấy nữa là các bạn sẽ thoát được khỏi ngôi nhà ma này. Thoát được khỏi ông bà ma. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Slenderina Rosella 2. Let's go. Đây là một bóng ma trong bệnh viện. Wow. À không phải bóng ma bệnh viện. Vẫn là bóng ma ở trong cái này như kiểu là một mê cung. Chứ không phải là một ngôi nhà mà là một mê cung. Nhưng mà mê cung này thì khó hơn. Đó là trong tựa game này thì có tất cả có 3 người. Và 3 người này đều có thể giết được các bạn. Đó chính là con ma Slenderina. Và thứ hai đó là một ông già. Và thứ ba đó là chính là con của hai ông bà này. Một đứa con gọi là to rồi. Đó sẽ là nó cắn chết các bạn. Oh my gosh. Đó, mình lại nghe thấy tiếng con nào rồi. Vào trong đây xem có gì không. Tựa game này các bạn phải đi thật nhanh và tìm thật nhanh. Let's go. Ok, luồn đường này xem nào. Mình đang nghe thấy tiếng. Oh my gosh. Đó, tiếng chân đứa con ạ. Rất là khiếp luôn. Cửa này nó còn bị đóng nữa. Oh my gosh. Một quyển sách đầu tiên. Giờ mới tìm thấy quyển đầu tiên. Rồi đi sang bên này xem. Let's go. Quyển sách thứ hai. Không có gì đây.
sang tiếp tục nào. Wow, my god. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm 8 quyển sách là các bạn sẽ thoát khỏi cái mê cung này. Đây là một mê cung rất là nguy hiểm, mê cung mà có 3 người có thể giết được các bạn. Nó khó hơn các tựa game ma khác rất là nhiều. Có thể các bạn còn bị bao vây nữa cơ. Đó, các bạn đã bị cắn, ủa, chết luôn. Cắn 2 phát mà chết. Ok, và mình sẽ sang tựa tiếp theo, Slender 2. Đây là một tựa game mà cách chơi cũng rất đơn giản thôi. Tựa game này thì các bạn chờ tìm trong cái map bản đồ này. Các bạn tìm 7 con ma và truy lùng nó, chụp ảnh nó, gọi là săn lùng bức ảnh ma. Tức là các bạn phải tìm những con ma đang quần quẩn xung quanh đây, sau đó các bạn chụp ảnh. Ok, và mình sẽ đi tìm từng con. Nó chỉ xuất hiện con một thôi, tức là nó không xuất hiện cả 7 con liền cả, mà nó xuất hiện một con xong các bạn chụp xong, rồi lại xuất hiện một con khác, sau đó các bạn lại đi tìm xong lại chụp tiếp, rồi lại mới xuất hiện tiếp rồi. Chứ không phải là trong cái map này mà xuất hiện cả 7 con. Tức là cái map này các bạn phải chụp ảnh 7 con ma tất cả và chụp từng con một, chỉ xuất hiện được từng con một, xong đó thì lại xuất hiện tiếp thôi chứ không xuất hiện cả 7 con. Let's go. Trong đây thì các bạn khi gặp Slender các bạn phải quay đi thật nhanh, và chắc chắn ông ta thường hay xuất hiện ngược lại, cho nên khi quay đi các bạn phải xác định là chuẩn bị quay lại luôn. Ok, let's go. Ở gần đây có một con ma nhưng nó chạy nhanh quá, không biết có được kịp không. Đây rồi, nó chạy rất là nhanh luôn. Ok, nếu ở đấy các bạn không chụp nhanh nó sẽ bay qua người các bạn luôn, và lúc đó các bạn phải đi tìm lại, và cái lúc tìm lại rất là khó luôn. Ôi trời ơi, Slenderman ông ta xuất hiện nhanh quá. Rồi mình sẽ đi đường xuống đây xem như thế nào. Let's go. Lại gặp ông ta. Oh my god. Tựa game này thì sẽ xuất hiện nhiều hơn các tựa game Slenderman khác. Bởi vì đây tựa game Slenderman 2, họ có thể cho các bạn bị xuất hiện rất là nhiều. Đây rồi, con ma thứ hai. Rồi, chụp thật nhanh. Ok, đó, các bạn cứ chụp làm sao được 7 con là các bạn sẽ thoát được khỏi cái map này. Rồi, mình sẽ sang tựa game tiếp theo, GTA 3. Let's go. Ok. Start game, new game. Wow, rất là hoành tráng luôn. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Okay, mình sẽ lên xe. Và mình phải trở ra đến cái chỗ điểm màu hồng cơ. Wow, đoán không đâu, để cho xe đã hỏng. Let's go. Ồ, lái xe tự nhiên này rất là khó luôn. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. I'm not going to miss you. Can't miss you, man. Đây là khu gara để ô tô. Rồi. Chắc mình phải chở ông ta ra một chỗ điểm nào đó. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Thank you.
quay lên đánh luôn anh chàng này. Ok, rồi và mình sẽ sang cái tiếp theo, Slenderia Asylum. Và đây, đây là một bóng ma trong trong bệnh viện. Đây thì có một con ma và một ông quỷ. Để đứa con của con ma và ông quỷ này thì chưa lớn, cho nên là các bạn chỉ bị sợ có hai người thôi. Còn tựa như tựa game ma mà mạnh nhất thì đó là Slenderia The Cellar 2. Đó là tựa game khó nhất của những cái tựa game của Slender Zina này. Slender Zina này. Ok, let's go. Vào phòng này xem. Đây là một phòng ăn. Tờ giấy đầu tiên. Let's go. Xong bên này xem có cái gì không. Không có gì. Tiếp tục sang phòng thứ hai. Bị khóa rồi. Bóc bột phải có chiếc chìa khóa mới vào được bên trong. Wow, let's go. Ok. Không có gì. Tiếp tục vào. Wow. Các bạn phải tìm hết ở bên rìa ngoài, sau đó mới tìm đến phía trong. Nhưng cái điều là mình không có chiếc chìa khóa để không mở được mấy cái phòng kia. Đôi lúc những tờ giấy này dán ở trên sau những cánh cửa và sau những mặt bàn. Tôi gặp một quỷ rồi. Chết cha. Ok. Đó, sau rồi các bạn đã đi vào sau. Ok. Đấy, có một chiếc chìa khóa. Đó. Khi ông ta ở ngoài thì các bạn vào trong, và khi ông ta ở trong thì các bạn ra ngoài. Thì khi gặp Slenderina thì các bạn không sợ. Thì lúc đó các bạn quay đi. Còn ông này thì các bạn phải chạy thật nhanh, bởi vì ông ta không xuất hiện như Slenderina. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Rich, let's go. Trường thứ hai, let's go. Và bà ta rất là đau đớn luôn. Để xem bà ta đi. Wow, bà ta cũng gọi thêm độ. Một cái đá. Let's go. Oh my god. Oh my god, đi rồi, ok. Rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.